Hello, chào mừng tất cả các quý anh chị cùng tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở đối diện cái dự án Cardia 01 Mobile. Đó, thì hôm nay mình đến đây đó, mình chia sẻ đến tất cả các quý anh chị cùng tất cả các bạn về cái lý do tại sao quý anh chị nên quan tâm vào cái dự án Cardia 01 Mobile này á. Thì tại sao mình nói là quý anh chị nên quan tâm thay vì quý anh chị nên mua cái dự án Cardia 01 Mobile này đó, thì cái chữ nên quan tâm và cái chữ mua này này, hai cái từ này nó khác nhau hoàn toàn nha quý anh chị ạ. Thì mình cũng biết là cái thời điểm hiện tại bây giờ rất là khó khăn đó, nên là trong cái thời điểm khó khăn thì sao ạ? Đó, trong cái thời điểm khó khăn thì sao quý anh chị ạ? Đó, thì trong cái thời điểm khó khăn này sẽ không có tăng giá mà còn giảm giá, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái dự án Cardia này sẽ có nhiều cái chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư ạ. Đó, đó là lý do mà mình muốn quý anh chị nên tìm hiểu về cái dự án Cardia 01 Mobile này kỹ hơn ạ. Thì lý do mà quý anh chị nên tìm hiểu về cái dự án Cardia 01 Mobile này là dự án Cardia 01 Mobile này nằm ở vị trí cực kỳ đắc địa, có thể nói là một trong những cái vị trí mà đẹp nhất ở thành phố biển Quy Nhơn trong thời điểm hiện tại đó quý anh chị nha. Đó là cái thứ nhất đó. Cái thứ nhất là vị trí cực kỳ đắc địa đó quý anh chị thấy không, vị trí của Cardia 01 Mobile là nằm ngay cái vòng xoay ngã nam đường An Dương Vương này, đường Ngô Mây này, đường Dương Hồng và đường Xuân Diệu đó quý anh chị. Đó, vị trí khá là đẹp luôn đó. Rồi tiếp tục cái thứ hai là cái tầm nhìn view. Cái view của dự án Cardia 01 Mobile này là cái view nhìn vào quảng trường Quy Nhơn này, nhìn vào núi Bà Hóa này, view nhìn vào khu du lịch gần Ráng Tiên Sa, nhìn vào biển Quy Nhơn và công viên Quy Nhơn đó quý anh chị. Đó, cái thứ hai là tầm nhìn view cực kỳ đẹp luôn đó quý anh chị nha. Đấy, rồi tiếp theo là cái thứ ba, đó là cái giá và cái chính sách của căn hộ Cardia 01 Mobile. Thì cái hiện tại thì đang trong cái thời điểm rất là khó khăn, đó là căn hộ du lịch Cardia 01 Mobile này có rất là nhiều cái chính sách để hỗ trợ cho nhà đầu tư. Thì cái giá và cái chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư như thế nào thì quý anh chị có thể liên hệ đến mình để mình chia sẻ kỹ và sâu hơn và cái chính sách của Cardia 01 Mobile này. Và cái thứ năm mà mình muốn quý anh chị nên quan tâm vào cái dự án này, đó chính là cái dự án này có con đường hầm, có con đường hầm thông từ cái dự án Cardia 01 Mobile ra ngoài biển nha quý anh chị. Đó, thì thay vì quý anh chị đi di chuyển đi qua đường đó đi đi ra ngoài biển, thì dự án này có con đường hầm đấy quý anh chị đi thông ra ngoài biển nha. Đó là một trong những cái điểm nhấn cực kỳ là đắt giá của căn hộ Cardia 01 Mobile này. Đó, thì mình ví dụ như thế này á, thì mình ví dụ như là những khách du lịch ở những tỉnh thành khác nhau ở trong nước hoặc là ngoài nước, những anh chị ở nước ngoài vào đây vui chơi giải trí và du lịch ở ngoài biển đó, thì đa số những anh chị đi tắm biển thì thường mặc những bộ đồ bikini, thì những anh chị đó có thể di chuyển ngoài cái đường cái hoặc là đi qua đường, thì nhiều lúc là mình cảm thấy nó hơi bất tiện
hoặc là hơi ngại đó quý anh chị ạ. Người ta gọi là hơi ngại đó, hơi ngại hoặc là hơi ngượng đó quý anh chị đó. Thì cái con đường hầm này, cái con đường hầm thông ra biển này sẽ giúp cho những anh chị vui chơi giải trí và tắm biển ở ngay ngoài biển có thể thông vào cái đường hầm đó, đi vào đường hầm và vào ngay cái căn hộ của mình mà không phải di chuyển qua đường. Nó sẽ bất tiện đó quý anh chị nha. Đó. Và đó là nhờ những cái lý do mà mình muốn chia sẻ đến tất cả quý anh chị cùng tất cả các bạn. Đó. Thì hy vọng cái video này sẽ giúp ích đến tất cả quý anh chị cùng tất cả các bạn. Và cái nhìn tổng quan và cái dự án này nó sẽ rõ hơn ạ. Thì trước khi kết thúc video này thì mình xin cảm ơn tất cả quý anh chị cùng tất cả các bạn đã đồng hành với mình trong thời gian vừa qua. Đó. Thì quý anh chị nào yêu mến mình có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có nhiều cái động lực mà là chia sẻ nhiều cái video bổ ích có tiếp lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.